Chào bạn, trước muôn vàn các loại đồ chơi, trông vô cùng bắt mắt, nhất là trước những đồ chơi được quảng cáo rất hấp dẫn như giúp phát triển trí thông minh cho trẻ, thì không ít cha mẹ phải đau đầu với việc lựa chọn đồ chơi như thế nào để phù hợp với sự phát triển của con, đồng thời phân vân, không biết lời quảng cáo kia có thật hay không. Hôm nay, mình làm video này để hướng dẫn các bạn 4 cách lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé theo độ tuổi. Trước hết, bạn cần lưu ý 2 điều khi chọn đồ chơi cho bé để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là, không nên mua tất cả những gì con thích, bạn nên có sự sàng lọc trước khi quyết định mua cho con bất kỳ thứ đồ chơi nào. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại đồ chơi tràn lan, có thể làm bằng những chất liệu gây hại cho bé, đặc biệt, tránh những loại đồ chơi nhỏ, như đồng xu, hay những loại mà bé có thể nhai nuốt, chất liệu dù an toàn đến đâu, chúng cũng sẽ gây hại, nếu không may bé nuốt phải. Bạn cũng nên tránh những loại đồ vật có cạnh sắc nhọn, hay có thể gây kẹt tay bé. Thứ hai là, lựa chọn địa chỉ tin cậy an toàn. Đây là một lưu ý quan trọng cho ba mẹ, để lựa chọn được đồ chơi an toàn cho bé, bởi đồ chơi là thứ tiếp xúc trực tiếp với bé, nên ba mẹ phải hết sức cẩn thận, tìm hiểu rõ nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm, những địa chỉ uy tín, có chứng nhận, không chứa chất gây hại, cần được ưu tiên hàng đầu, nếu không chọn lựa kỹ càng, tiếp xúc với đồ chơi độc hại lâu, bé có thể mắc rất nhiều bệnh nguy hiểm, ví dụ như các bệnh về đường hô hấp, viêm da, kích ứng, hay tình trạng ngộ độc, khi bé không may nhai, nuốt đồ chơi từ những chất liệu không an toàn. Mỗi một độ tuổi, bé sẽ có những sở thích khác nhau về đồ chơi. Sau đây là 4 cách lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé theo từng độ tuổi. Đầu tiên là, đối với bé dưới 5 tháng tuổi, ba mẹ nên lựa chọn những loại đồ chơi mà bé sẽ hoạt động được cả bàn tay và ngón tay. Những loại đồ chơi bé có thể cầm nắm dễ dàng, phát ra tiếng động, sẽ kích thích não bộ của trẻ hơn. Thứ hai là, đối với bé từ 6 đến 12 tháng tuổi, nên chọn những loại đồ chơi có màu sắc sặc sỡ, đồ chơi có thể phát nhạc hoặc những tiếng con thú vui nhộn sẽ khiến trẻ thích thú. Thứ ba là, đối với bé từ 12 đến 18 tháng tuổi, bạn cần chọn những đồ chơi giúp cho bé có thể phát triển trí tuệ, hoặc bạn có thể chọn những loại đồ chơi giúp phát triển khả năng hoạt động tay chân, cũng như khả năng sáng tạo. Thứ tư là, đối với bé trên 1 tuổi, những đồ chơi được mô phỏng đồ vật trong nhà, hoặc những đồ dùng liên quan đến cuộc sống hàng ngày của trẻ, chúng giúp trẻ dễ dàng nhận biết các đồ vật trong gia đình, thế giới xung quanh. Khi trẻ từ 3 tuổi trở lên, có thể chơi những trò chơi mô hình, lắp ráp Lego, giúp trẻ có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy của trẻ. Chúc bạn có thể lựa chọn đồ chơi cho trẻ tốt nhất để đảm bảo an toàn và giúp trẻ phát triển tư duy toàn diện.